xin chào quý vị khán giả đã đến với nhà hàng đường trực tiếp tại Sông Đa Ba trong buổi tối ngày nay của giải vàng của ca thủ tiến lớp hội và điện ảnh Trung Hồng. Ở trong trận đấu này thì ca thủ tiến lớp hội sẽ đấu với trang phục màu xanh và hiệp một này chân sân có thành ở bên phía cánh trái rất là nhỏ của quý vị. Trong khi đó điện ảnh Trung Hồng sẽ đấu với trang phục áo vàng và quần đen và chân sân có thành ở bên phía cánh phải. Nào sẽ có thể giành được phần quà của Sông Đa Ba với thành tựu vô pha lưới và liệu có thủ môn nào giữ thành lưới không của Nguyễn Thành Quyết? Đó là cú ra chân dành cho bầu Nguyễn Thành của đội lớp một. Tuy nhiên người chiến thắng ở cú vừa rồi là đội ảnh của điện ảnh Trung Hồng. Bàn thắng đến dành cho cao thủ của Tiếu Lâm Hội từ quả đá phạt góc. Đó là bàn thắng của bầu Nguyễn Thành. Một chút sai số trong nỗ lực can thiệp của thủ thành bên phía điện ảnh Trung Hồng đã khiến cho anh phải nhận bàn thua rất đáng tiếc. Số 76 Vũ Hồng bên phía điện ảnh Trung Hồng. Đội của Quý Võ và điện ảnh Trung Hồng khoảng trống cho Trung đội thứ ba. Cú sửa bóng của Trung đội thứ ba đã không thể chiến thắng được thủ thành của Tiếu Lâm Hội. Những quả bóng đáng chú ý đầu tiên cho mỗi thủ môn đều có khả năng can thiệp chính xác 100%. Cú của các thủ điện ảnh Trung Hồng. Sang Giang. Quả bóng tốt của Sang Giang. Phải bóng. Quả trống. Cú đá này là hiện của Tâm. Thủ thành của điện ảnh Trung Hậu đang phải làm việc rất nhiều so với đồng nghiệp Vinh Tuyến Tiến. Đây là một quả bóng tương tự như vậy. Tỷ số được cân bằng 1-1 dành cho cao thủ của điện ảnh Trung Hậu. Và chúng ta có thể nói rằng là cả hai bàn thắng mở màn dành cho hai đội bóng đều là những pha xoay sở sai số đến từ các thủ môn, cũng không trách được họ khi mà trong ngày hôm nay tại Hồ Chí Minh và thủ đô Long An. Bóng bật ra. Mang đến những sự nguy hiểm rất cao cho hệ thống phòng ngự của các thủ Tiếu Lâm Hội tại thời điểm này. Anh đã thấy phải và người đánh trước bóng tầm lúc này của các thủ đánh trước hậu đó là Quý Võ. Cú đá theo kiểu nhiều băng quanh. Số phận đi thủ hành của các thủ đánh trước hậu của các thủ Tiếu Lâm Hội cũng xuất sắc để có thể phát đoán. Kịp của Minh Lukaku. Rồi đây Minh Lukaku không vào. Sức dướn là tốt, tuy nhiên bóng lại tìm đến xa ngang. Quả bóng mà thủ thành Thanh Đức của lại Trung Hậu và các đội cần phải cảm thấy may mắn vì đó là với trước đó anh từng đứng trao đơn tin cho những quả đá phạt của điện ảnh Trung Hậu cũng là một tình huống mỉa mai nhưng bóng vẫn đưa cao. Hai quả đá phạt của Quý Võ thì chưa thành công trong những thử nghiệm vừa qua. Đẹp điện cho điện ảnh Trung Hậu. Minh Huy. Quý Võ. Đó là một cầu đấu chất lượng nguy hiểm rất đáng nói dành cho Minh Huy. Những sự xuất sắc của Vũ Đại đã tô điểm thêm tình huống dứt điểm của số Minh Huy mà thôi. Quý Võ lấy bóng không lấy xuất sắc. Sau đó cũng là một tình huống mà các đội đánh Châu Âu tiếp tục thử thách tài năng của người Vũ Đại. Hai pha bóng rất đáng chú ý của đội đánh Châu Âu thực hiện về phương thành của đối phương.
Trung Hậu là những người đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Đường ghi bàn đó thành đen. Đó là pha bóng mà Thành Đen không nhận mình là người ghi bàn mà phải là phòng ngự phản lưới nha. Tuy nó quá nhanh và khiến đường có hình hơi khó, nhưng đường quan trọng. Bạn quá. Cú đá từ xa và bàn thắng được cân bằng. Đó luôn là một thế mạnh của Hải Phòng. Tỷ số được cân bằng là 2-2 dành cho các đội bóng. Cho cao thủ của Đại Trung Hậu và đó tiếp tục là một pha phản lưới nhà nữa của phòng ngự. Cũng may cho phòng ngự là thời điểm này đường truyền đang bị sự cố nên là không ai xem được. Làm gì Vũ Phong? Pha bóng hơi mới nhưng mà đáng dành cho Hoài Thương. Tỷ số tiếp tục được nâng lên dành cho các đội Đại Trung Hậu và lần này họ nới rộng thành con số 2 bàn thắng ở kết quả 4-2. Từ đó mới là cầu thủ thứ 2 ghi bàn cho các đội Đại Trung Hậu ở trận đấu ngày hôm nay mà thôi. Cú vào om 3-2 dành cho các đội Đại Trung Hậu. Có bàn thắng dành cho các đội tuyển đội. Lần này đó là pha lập công dành cho Thanh Tùng. Tỷ số được rút ngắn còn 3-5. Rút ngắn dành cho cao thủ của Tiêu Lâm Hội. Còn bây giờ là 4-5. Phạm Ngô đã có bàn thắng dành cho trận đấu này. Thành đã ghi dấu ấn cho bàn thắng vừa rồi khi anh là người đưa bóng vào trong.
Bây giờ thì thời gian như của trận đấu còn rất chính hết, đánh số điện thoại luôn. Ủa đánh ghê. Lúc này thì trận đấu của Thiên Đông Hội và cao thủ của Điện Ảnh Trung Hậu cũng đã khép lại và tỷ số chung cuộc dành cho đáng 7-6 dành cho các thủ của Thiên Đông Hội. Và xin chúc mừng Bồng Nguyễn Thành là người giành được vô qua lưới trận đấu này, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trận đấu tiếp theo.